Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạc Dinh Mi. Ngày hôm nay thì mình vẫn với công việc quen thuộc đó là sao bạc cho các bạn thôi, chỉ đơn giản này thôi. Và khung giờ này thì mỗi ngày mình đều sao bạc cho các bạn cả. Lâu lâu thì mình mới có một clip khác thôi. Rồi, ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ và xem clip của mình thì nhớ ủng hộ cho mình. Like video, đăng ký kênh, subscribe với lại nhiều quảng cáo hiển thị thì anh em nhớ click vào. Ủng hộ cho mình những cái click quảng cáo đó nha. Bây giờ thì mình sao cho bạn đầu tiên, và hôm qua thì như mình nói có ba bạn cho bên Hải Tặc Việt mà lúc đó web nó đang bảo trì cho nên mình không có truy cập được. Ngày hôm nay thì mình sẽ sao cho bạn nó trước, ba bạn nó trước. Đầu tiên là bạn Tấn Lê với hình đại diện là Vua Tặc băng Nguyễn Rơm, còn hình bìa là hình Vua Tặc, còn hình bìa là Minecraft đó. Hôm qua là web và Hải Tặc Việt nó bị bảo trì cho nên mình không có truy cập được. Rồi, bạn đầu tiên là bạn Tấn Lê, mình sao cho bạn nha. Bạn chơi bên server Hải Tặc Việt S17. Đây, ác của bạn thì có 107, lực chiến là 648k, VIP thì là VIP 6. Đây là web lậu rồi, cho nên về vấn đề VIP thì mình cũng không có bàn tới nữa. Bạn đang cưỡi con vịt này là vịt vịt sắt hay vịt máy gì đây nè. Vịt sắt hay vịt máy gì á. Con bé đi theo là con hổ chiến và con bé của con Berona, con hồn ma. Về đồng đội ác của bạn thì bạn chơi nhân vật chính. Đây là web lậu thôi, cho nên mình cũng không có gì đặc biệt cả. Rồi, nhân vật chính thì cũng chưa có trác quỷ nè. Nhân vật chính là bạn chơi rồi Ken Haki, rồi Chopper Haki, Jimbel thì bạn không chơi, ai không chơi. Mirela có chơi và chơi thêm thằng Ronse nữa. Đây là Ronse, một thanh niên người khổng lồ đấy, trong hải quân, mặt nạ, bị Sabo đánh cái nát mặt nạ luôn, phải chịu. Túi đồ của bạn thì cũng không có gì đặc biệt cả, một số cái trái ác quỷ rồi quảng đồng, quảng sắt rồi thôi. Trong kho thì có một số mạnh của tướng, ví dụ như là Don Flamingo, Sabo, rồi Fujitoza. 6 cái gen ác quỷ là số lượng bạn đang sở hữu, và một số đồ khác nữa. Rồi, thôi mình đánh nóc trường nha. Ặc của bạn thì về bet, mình xong bet luôn. Bet thì có hổ chiến và chim bến cục, mà bạn đang chơi hổ chiến đó. Còn về bet phụ thì bạn chơi con hồn ma, bet hồn ma của con Berona. Rồi, tinh linh thì chưa có nha, 111 với tinh linh. Mà mình cũng không biết là bên đây có tinh linh hay không nữa. Rồi, ok, đó là những thông tin của bạn. Bây giờ mình vào đấu trường đánh cho bạn trận nha. Bạn cấp 107 cho nên mình sẽ đánh với thanh niên nhỏ nhất ở đây đi. 118 là nhỏ nhất, vãi. Tên nhân vật là Nami, hơn mình tới 11 cấp. Trời ơi là trời. Rồi, mình có điểm lợi hơn là mình to hơn. Giờ không biết to hơn có đánh lại hay không thôi, mình cũng không biết. Mày giỡn mặt với anh à. Tại ai không xin nhê luôn kìa. Hiệu ứng quá trời luôn. Đóng băng, choáng. Rồi dính biểu tượng rớt nọ nữa. Trời, mình không biết tại sao là nhiều hiệu ứng vậy luôn á. Nhưng mà tại sao mình đánh người ta không thấm nha. Mình đánh không xin nhê luôn kìa. Các bạn cùng theo dõi tiếp cái trận chiến sẽ như thế nào. Akainu có nộ kìa. Nhưng mà rất tiếc là... Ui, giảm nộ à. Vách chưa. À đúng rồi, có hiệu ứng trên đầu mà. Mỗi lượt rất nộ là phải rồi. Có nộ rồi, đây mình đã có nộ rồi. Và trận chiến này sẽ giống như là bên... Người tám lạng, người nửa cân quá vậy. Đánh qua đánh lại không biết chát luôn. Chúng ta cùng xem những skill nổi thì như thế nào nha. Rồi ok, tiếp tục đi. Rồi Ken đã xuất chiêu rồi và cũng không xin nhê, được có 64k thôi. Ronse thì như thế nào đây? Mày vậy con? Long trời lở đất luôn á bạn. Thật sự là long trời lở đất luôn á. Nhưng mà thật sự là cũng không xin nhê. Ê, được. Theo cái lượng máu mà mình nhìn được thì cũng khá là mạnh. Rồi con này cầm cái cung khá là to bắn mình, nhưng mà Chopper quá trâu. Anh Chopper quá trâu rồi. Rồi sau đó nó hồi máu nữa thì thôi đầy cay. Và kết quả thì mình có thể phỏng đoán nhanh luôn là mình chiến thắng rồi. Không thể nào mà trước cãi được cái sự chiến thắng này của mình được. Chẳng qua là hơi lâu một chút thôi. Rồi ok, cảm ơn ạc của bạn Tấn Lê. Bây giờ mình đánh với bạn ạc của bạn tiếp theo bên Hải Tặc Việt nha. Ok, giờ mình sẽ đến với bạn tiếp theo. Tại vì có tới 3 bạn lận. Có 3 bạn mình chưa có sâu lận. Bây giờ là tới bạn Phạm Trường Vĩ. Bạn Phạm Trường Vĩ này thì hình đại diện là một nhóm lớp học của bạn, cũng với bên Hải Tặc Việt luôn. Bây giờ mình sao cho bạn nha. Hôm qua Hải Tặc Việt nó bảo trì, mình không có truy cập được. Ok, của bạn Phạm Trường Vĩ này thì chơi bên cũng bây giờ Hải Tặc Việt. Server là server 11 nha các bạn. Và tên nhân vật là Vĩ luôn. Cấp thì cấp 136, lực chiến là 1 triệu, VIP 5. Rồi, đang cưỡi cái voi sắc thủ và best đi theo là Orat trong Telepath. Rồi về đồng đội thì nhân vật chính Marco, nhân vật chính nhưng mà chính thì cũng thuộc dạng nhân vật chính bình thường, cũng đèn vũ khí và đèn dẫn 90 là 95 chứ. Thì vũ khí 90 còn đèn dẫn 95. Rồi có một cái ác quỷ đã dừng lại. Rồi tiếp theo chơi là cây Yasura. Ôi trời ơi, vũ khí 75 à. Cái này không biết đồng đội chính hay đồng đội phụ nữa. Cây Yasura nha. Ui, Akino nhìn mặt hung hăng ấy.
Mà ơi, cái gì đấy? Trác quậy của ông cái nô này lên cơn điên à. Trác quậy đang rất là nóng tính các bạn ơi. Trời ơi sao sáng lấp lánh luôn. Lần đầu tiên thấy trác quậy lạ này đấy. Trời ơi mình không hiểu, thật sự không hiểu được. Vũ khí rèn 125 và 190%. Ôi trời ơi lạ vậy. Sabo thì trên Merah cũng là 7 sao. Nhưng mà không có cửa nào mà lấp lánh được như Akeno cả nhỉ. Akeno như Akeno Haki đó bạn ơi. Hình như là Akeno Haki á. Có cái vòng đỏ dưới chân luôn nè. Rồi Sabo này Sabo bình thường, Sabo Haki sao á. Đây là Mirella, rồi Konix, đây này là mắc dù hâu chưa Haki. Đó rồi. Vậy trong đội của bạn chơi thì bao gồm Sabo, Mirella, Kaya, Akeno và nhân vật chính. Thế thôi. Túi đồ của bạn thì thẻ bài, rất nhiều thẻ bài. Rất nhiều thẻ bài luôn và một số trang quỹ khác nữa, trang quỹ 6 sao không à. Rồi trái kinh nghiệm. Rồi một số đồ khác, lặt vặt khác này các bạn cũng đã biết cho nên mình cũng không nói. Ở trong kho thì rất nhiều danh hiệu. Để biết được không á. 8 cái viên ác quỷ, rồi với lại nhiều danh hiệu và một số mảnh của đồng đội. Sabo đồ này thì có rồi cho nên cũng đâu cần nữa. Có đợt là mình gau, Rayleigh, Vittoria với lại râu đen. Rồi. Giờ nó trường nha. Có 136, vậy thì ở đây mình sẽ đánh với 127 đi. 127 là nhỏ nhất. Thua mình tới như là 9 cấp. Ủa rồi ôi gì vậy? Thanh niên róc à. Thanh niên mặc buồn nhất quanh bi. Ui trời ơi, nó bắn kìa. Nó bắn cũng thấy thương thì chứ. Rồi ok, thanh niên này là người tuyết hay sao? Ôi, sao bộ nó mạnh như vậy? Rồi, mình thua rồi bạn ơi. Mặc dù là thanh niên kia thua cấp mình. Ui khoan 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 khoan. Chưa có thể nói lên điều gì cả khi mà Akeno của mình là Akeno Haki. Thanh niên có trác quỷ lấp lánh. Có trác quỷ lấp lánh thì phải sợ gì mấy cái thanh niên này. Sabo hai bên đều là Sabo Haki thì phải. Có đều có lửa. Thằng Rock này bắn không xin nghe. Mình chỉ cảm thấy là nhân vật chính. Mình cảm thấy Sabo. Sabo bên kia quá mạnh thôi. Chứ mình không sợ ai cả. Akeno đã giết được con búp nổ kia. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì nhiều cả nha. Bây giờ thì Sabo của mình sẽ đánh. Sabo mình đánh có vẻ hơi yếu, cũng không mạnh lắm. Rồi lần này Akeno chắc là giết được Brook, nhưng mà không biết là có chết sau tuần của Sabo hay không. Nếu mà chết là thua. Ui, thì Sabo bên kia bị câm lặng à. À khoa, không phải. Do tôi bên mình chết quá nhiều rồi cho nên chơi chết luôn. Hồi nãy mà có nổ thì ăn may biết đâu hơn mình ăn á bạn. Đồng nổ nó thiên thạch, nham thạch nó sẽ rớt xuống à, hên xui thì có thể win. Nhưng mà trường hợp này thì bị mất tuôn mất rồi nên thua. Ok, chết luôn rồi. Cảm ơn bạn Phạm Trường Vĩ về con acc này. Mình sẽ đánh acc của bạn tiếp theo luôn. Hai acc hai tạc Việt đã được sau rồi. Bây giờ bánh bạn thứ ba nha. Bạn thứ ba là bạn Lê Hoàng Việt. Bạn Lê Hoàng Việt với hình bìa như hôm qua mình nói là hình Doraemon, cái tập mới thám hiểm Nam Cực hay Bắc Cực gì đó. Còn đại diện là có hai người. Rồi ok, thôi mình sau cho bạn nha. Lê Hoàng Việt. Ok, mình đã quay trở lại đây thì bạn Lê Hoàng Việt có gửi đích cho mình về hải tặc Việt nhưng mà mình chỉ cập vào thì mật khẩu có vẻ không đúng. Có vẻ như thời gian cho nên bạn đã đổi mật khẩu rồi. Mong là bạn sẽ sớm gửi lại nick cho mình nha. Vậy là bạn mình có thể bỏ qua bạn này một bạn. Ok, không sao. Có gì thì mình sẽ sau. Bây giờ mình đến với bạn tiếp theo. Bạn Hiếu Hoàng thì ngày hôm qua mình đã sau rồi cho nên mình sẽ bỏ qua. Bây giờ tới bạn Nhật Nguyễn hay Nhật Nguyên gì đây? Chắc là Nhật Nguyễn rồi. Mình nhìn ảnh bìa có ghi chữ Nhật Nguyễn. Rồi, like cho bạn cái đã. Thứ hai là hình đại diện của bạn là chắc là bạn. Và chụp hình cái tay che mặt. Ghê. Còn hình bìa chắc là Liên Quân. Đúng rồi, Liên Quân. Với một con tướng khá là giống Sinh Giao. Và sau cho bạn nha. Ok, mình đã đăng nhập thành công nick của bạn Nhật Nguyễn rồi. Chơi bên Jin Mi và server bạn chơi là server 19 Cobra. Server Cobra. Hình như trong tiếng Anh Cobra nghĩa là rắn hay sao? Rắn hổ mang hay gì đó. Mỗi lần mình nghe tới Cobra là rắn hổ mang hay là rắn gì đó chắc chắn. Rồi còn Cobra ở bên bên One Piece chúng ta vừa đặt chúng ta hình như là con gì ta giờ mình lại quên mất rồi chứ. Cobra thôi bỏ qua vấn đề đi. Bạn cho bạn xem vào 19 Cobra và nick của bạn thì cấp 105. Rồi để mình chỉnh khung hình đây. Cấp 105 lực chiến là 911k. Rồi VIP là VIP 4. Số tiền bạn đã nạp vào ở đây là 370.000. Ok. Nhân tên nhân vật là một ngôi sao. Tên nhân vật của bạn là một ngôi sao vàng. Rồi đang cưỡi cả heo tinh linh. Bé đi theo là con gấu túi koala, chạy đứt mũi với lại con bebo.
Về đồng đội thì nhân vật chính của bạn có trái ác quỷ là trái thôi miên. Đây là trái thôi miên hoặc là trái băng chướng thôi, không thể nào mà chạy đâu được. Rồi, vậy là trái thôi miên. Và nhân vật chính thì với lại trái trái khỉ nữa. Nhẫn rèn 100 và ngọc 70%. Bảo thạch này là bảo thạch 7 sao. Đồ rèn bên phòng thủ thì đã cam hết rồi. Kenhaki có trái tuyết quái cũng rèn nhẫn 100, nhẫn là nhẫn 95 và ngọc là 68%. Đồ rèn phòng thủ thì cũng đã mát cam. Tiếp theo là cây da, cây da thì chưa có trái 7 sao. Bạn mang trái tịnh hóa 6 sao. Rồi đồ rèn này cũng cam bên phòng thủ, còn ma khí thì cũng chưa rèn. Tiếp theo đồng đội của bạn thì Zoro này chắc là đội phụ, mình nghe đội phụ. Mình nghĩ là đồng đội phụ, đồng đội thứ 6 đấy. Chopper Haki thì có rèn ma khí 62%, rèn 100. Và trái quỷ cũng là trái tịnh hóa 6 sao. Ok. Luffy hả? Luffy mình nghĩ đây Luffy mới là đồng đội thứ 6 nè. Rồi, tiếp theo bạn chơi là Jimbel, nhưng mà Jimbel này là Jimbel tiến hóa thôi. Vũ khí rèn 100 và ngọc 72%, mang trái Hito Hito và trái chồn chó. Rồi, Sengoku. Yeah. Tôi cả Sengoku. Lao thì bạn chưa chơi, có vẻ chưa Haki lên cho nên chưa chơi. Mirela cũng chưa chơi, danh vọng cũng khá tốt. Cấp 105 mà cày được lên tới danh vọng chỗ này cũng khá tốt rồi. Nhưng mà mình không biết có phải là do bạn cày giỏi hay là do trong cái đợt cập nhật update của Jinmi á, nó vừa giảm cái lượng danh vọng của đồng đội đi rồi, cho nên không biết là nguyên nhân nào là chính thôi. Rồi ok, tối đồ của bạn thì có một số đồ cũng như bình thường thôi, cũng không có gì cả. 276 cái team Akma nè, 4 cái mảnh mũ mạo hiểm, một cái rương, một cái mảnh túi vào trọng báu vật của Rayler. Rồi ok, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt cả. Trong kho của bạn thì có một số báu vật, rồi ba cái viên nắp quỷ nữa. Tinh hóa quỷ bao nhiêu rồi? 33.000. Wow, 33.000, vậy là cũng sắp đủ rồi, sắp đủ để ghép trái ác quỷ. Bạn có một cái bản vẽ con nhện nè. Ok, ngon, 33.000, còn thiếu khoảng 30.000 nữa. 30.000 nữa là có thể ghép lên trái 7 sao rồi. Ok, mình mong là trong thời gian sớm nhất bạn sẽ có được trái 7 sao, cũng như là mình sẽ được gánh vác cái trách nhiệm mở cho bạn. Ok, mà không biết có được hay không. Hạt này mình nghĩ hình như bạn ấy cũng họp khá là lâu rồi. À, giờ mình đánh đấu trường cho bạn thử trận nha. Có 105, ở đây nhỏ nhất là 120. Vãi thật, thế thì thua rồi chứ làm sao mà đánh lại. Không thể nào đánh lại rồi anh em ơi. Mình nhìn là mình biết rồi, không thể nào chơi lại đâu. Trừ cái thanh niên kia cũng là thanh niên bỏ ạc lâu ngày thôi. Còn ngoài ra không có cách nào để thắng được cả. Mình thấy may mắn được một điều là Jimbel bên kia bị choáng, chứ không nãy giờ chắc mình bị đấm sấp mặt lờ rồi. Có cả Luffy Haki kìa các bạn thấy chưa. Luffy Haki, Kaya Haki, Chopper Haki. Đấy, Jimbel mình nãy giờ được đấm thoải mái luôn á, không có làm gì cả luôn. Ồ, một vấn đề may mắn nữa là tí nữa ông Ken của mình sẽ được khiêng một giọt, và Jimbel bên kia cũng sẽ đấm ông Ken của mình chỉ được có một giọt thôi. Sai phe. Phe. Ủa cái gì? Chiêu của ông Kid à. Thanh niên nhân vật chính bầu ra 500, bầu ra mấy cục sắt vụn nữa kìa. Phải trưởng kìa. Mình không ngờ có khoảnh khắc đó luôn. Một giọt thôi, Jimbel chết rồi. Thế thì team mình win rồi. Ô chưa chắc, thằng Luffy nó đấm kìa. Nó cứ hồi trầm nổ đấm thế này thì thật sự cũng không thể nào win được. Trời ơi, không biết là Luffy có mạnh hay không. Mình sẽ xem thử coi Luffy có mạnh hay không. Đấm đi. Chết luôn. 352k. Rồi, Luffy ra thế mạng được một tuần. Mình nghĩ là thua rồi, không thể nào ăn nổi cái tuần trận này đâu. Jimbel mình rất mạnh, đồng ý rất mạnh. Nó đấm tàn vẫn sẽ win. Nhưng mà thằng Luffy nó hồi tới trăm nọ, và nó cứ đấm thế này thì mỗi tuôn một thằng chết, mỗi tuôn một thằng chết thì sao mà chịu nổi. Thôi chấp nhận thua thôi anh em ơi. Ken giờ choáng, mấy thằng trên đây thì làm cái gì được nữa. Luffy được đấm trước nữa chứ, nếu không Ken của mình có thể khiêng một giọt rồi. Trừ khi bây giờ Luffy đấm không chết, rồi bảo kích cỡ đó không chết cũng uổng. Rồi xong phim. Thế các bạn, mình cũng gần win. Trời, chấp bờ hồi máu kìa. Vãi thật. Có cần hồi nhiều vậy ông đại ca. Thôi thua rồi. Luffy đấm mỗi cái là mỗi người chết, một đấm là một người chết mà. Đúng là cú đấm đi ra có khác. Đấm phát là đấm cái nào là đi ra người đó thôi. Rồi ok, giờ mình đánh giặc của bạn tiếp theo. Hồi nãy mình thấy thằng nhân vật chính nó có cái skill đánh ra cục sắt, mình hết hồn. Skill của thằng Kid gây sát thương cho hình chữ X, có xác suất thêm trạng thái bài xích. Ok. Bài xích có nghĩa là người ta đam mình sẽ bị phản sát thương đó bạn. Giờ mình đánh giặc của bạn tiếp theo nha. Cảm ơn bạn Nhật Nguyễn về con ạc.
Ok, giờ mình đến với bạn tiếp theo là bạn Khang BTS. Khang BTS với hình đại diện là rất là bạn, với lại đang ẵm một em bé, một đứa em bé, có thể là em của bạn hoặc cũng có thể là một đứa hàng xóm. Đó thì mình không quan trọng, mình chỉ cần bây giờ sau cho bạn là ok thôi. Khang BTS có nghĩa là gì ta? BTS có nghĩa là bò trâu sau, có thể là như vậy. À, giờ sau nha. Ok, app của bạn Khang BTS cho bên Jinmei và server là server 167 Super Super. Server khá là mới cho nên mình cũng không có tin tưởng lắm về con app này. Chắc mình nghĩ chắc cũng một con app cấp cũng hơi nhỏ thôi. Chứ server khá là mới. À, cấp 90. Trời ơi, ghê. Vãi cả cấp 90. Ồ, nhưng mà ghê nha anh em, lực chiến 300 mấy k và VIP 2 nè. Rồi, số tiền nạp vào là bao nhiêu? 50.000, 50.000 là số tiền đã nạp. Bạn đang có con đi theo là con Iron Man 28 và con Quang Tạp. Wow, con bé mũi khoan này ghê rồi. Có cả dây cót ở đằng sau nữa. Về đồng đội thì bạn chơi nhân vật chính Usopp tiến hóa. Usopp tiến hóa xong rồi thì đã có thể đánh bằng vũ khí rồi nè các bạn. Đó, còn Usopp thường thì chỉ đánh bằng nhẫn thôi. Cho nên mình rất là muốn nhanh chóng lên cấp 80, 80 hay tám mấy gì đó để có thể có hệ thống ảnh hồn này để mình tiến hóa. Rồi ok. Cái đó thì bên server 172, server Vinmay mình vừa đua top và tân thủ thôi. Bạn chơi nhân vật chính có trái dừng lại với là trái phục nguyên. Usopp thì mang trái côn trùng. Nami thì mang trái dừng lại. Kaya không có. Sanji thì cũng mang trái khỉ nhưng mà bạn không chơi. Mr. 2 không chơi, Robin không chơi, Zoro không chơi, Sasuke và Luffy. Luffy có chơi nha. Luffy lại ca đại bàng ở đây đấy. Rồi ok. Thật này thì cấp thêm nhỏ cho nên mình chỉ sao đơn giản thôi nha. Rồi. Bạn chơi trận hình của bạn là một ma khí, một nhẫn và một vũ khí. Còn về nhân vật chính thì đánh bằng nhẫn luôn, nên có thể nói là hai nhẫn. Túi đồ của bạn thì cũng không có gì đặc biệt, cấp thì cũng còn nhỏ quá cho nên cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà server này thì bạn đang xếp hạng 4 trong đó về đẳng cấp. Wow. Xếp hạng 4 về đẳng cấp đó bạn, đừng có khinh thường nha. Đấu trường thì hạng 9, danh vọng là hạng 10 và treo thưởng là hạng 17, có bạn là hạng 4. Trời ơi. Phải nói là cũng là boss boss của server này đấy anh em. Cho nên là chiến triệu ghê. Wow, chúng mà thanh niên top 1 có khác nhỉ. Nạp tiền rồi rèn đồ cam hết luôn nè anh em, ghê quá. Đấu trường thì hiện tại đang xếp hạng 9, cho nên bây giờ mình sẽ đánh với top 8 đi. Đánh với top 8 để lấy cái top 8 thử coi được hay không. Chắc cũng hơi khó, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng. Này thì lão này, nửa cây. Đam mình lại cũng được nửa cây, nhưng mà chính thì nó đam không thấm, nhưng mà chính quá trâu rồi. Vài canh để tránh à. Ăn cái gì mà để tránh hay ghê vậy. Nami của mình quạt nó và nó được giảm nộ. Rồi, trận hình này thì mình nghĩ là mình nên giảm nộ nhân vật chính sẽ tốt hơn. Nhân vật chính thì cũng có thể nói là con boss mà. Rồi, xong luôn, nhân vật chính chém chết Luffy mình luôn. Nhìn là biết Luffy chết queo rồi. Lẩm nhẩm sinh mệnh đó chứ. Nhiều mạnh vãi. Rồi, xong phim rồi đó. Tuần sau thì nếu mà may mắn Chopper sẽ chết luôn. Rồi, ơi là trời, nó hồi máu rồi kìa. Làm không chết được nó luôn. Cây cứu thiệt. Mình có vẻ như nên phụ thuộc vào nhân vật chính chăng? Cũng không nên rồi, nhân vật chính bên kia cũng khá mạnh. Nó chém nhân vật chính của mình cũng thấm máu vậy. Ai à, Usopp của mình sẽ bao. Và không xin nhèo Usopp nó quất cái chết queo luôn. Ai à, thế này thì thua rồi. Top 8 mà, làm sao đánh lại được các bạn. Mình chỉ là top 9 thôi. Mình chỉ là top 9 thôi, không thể nào đánh top 8 được. Anh em hãy thông cảm điều đó nha. Bạn cũng nạp vào 50 ngàn rồi cho nên cũng có một ít gì đó gọi là sứ mệnh cao cả rồi. Rồi ok thôi, clip hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip soạt của mình. Nhớ like video, đăng ký kênh, subscribe ủng hộ mình, cũng như là nhớ kích quảng cáo ủng hộ cho mình là được. Bạn đang đánh đối với bạn Kaku nè, các bạn 93 Kaku. Đánh xong với bạn này chúng ta có hệ thống rèn đồ. Chính xác, mình nhớ là như vậy. Có hệ thống rèn đồ cam ấy. Hiện tại bạn cũng chưa rèn được món nào cả, chưa có rèn được bóng nào cả. Alabo của bạn thì có thu thập rồi, chắc chắn là phải có rồi. Rồi còn trong rèn đồ thì mình không biết. Em chơi luôn hả? Chơi gì? Con này chơi này luôn hả? Còn chưa? Giờ chưa sơ bạc của tao chưa đủ nguyên liệu để rèn. Rồi thôi mình kết thúc clip nha. Bye bye các bạn. Gì? Nói gì? Còn